Hình như lần trước anh ta dẫn tôi đến đây xong là chùm kín đầu tôi lại. Được rồi, đừng đừng đừng, anh muốn làm gì vậy? Nghe nói anh bị đám thổ phỉ chùm kín đầu đưa lên núi hả? Làm như vậy rất có lợi cho việc anh nhớ lại lúc đó. Không không, kể cả không chùm kín đầu tôi cũng khó tìm được. Bây giờ anh chùm kín đầu tôi lại càng khó tìm hơn. Không sao, đội trưởng Hadukawa đã hứa với anh, không tìm được cũng không trách anh. Thoải mái đi, chùm lên. Chờ đã, tôi tự chùm. Tôi tự chùm được. Đi thôi. Tôi không nhìn thấy gì thì đi thế nào đi? Dẫn đi. Đi. Đương gia, đương gia, Trương Hàn Đào lại đến rồi. Lần này hắn dẫn theo một đám quỷ nhật, đã đến dưới chân núi rồi. Các anh em, kẻ địch đã đánh đến cửa nhà rồi. Hãy sốc dậy tinh thần cho tôi. Chúng ta sẽ đánh cho chúng trở tay không kịp. Giết, giết. Anh em, đánh chúng. Chúng ta xông lên. Giết. Các anh em, đánh. Khốn nạn. Báo thù cho anh em Kim Khải. Báo thù. Giết, giết. Bị mai phục rồi. Khốn nạn. Giết. Lên, xông lên, xông lên. Rút lui, mau rút lui. Người anh em Kim Khải,
Lần này không tính là báo thù cho anh, cùng lắm chỉ là giải hận cho anh thôi, để chúng biết được sự lợi hại của lão lang doanh chúng ta. Các anh em, bát rượu đầu tiên này kính hai người anh em của chúng ta. Nhưng cũng đừng quá đắc ý. Lần này sở dĩ chúng ta có thể thắng được trận này là vì kẻ địch ngoài sáng, ta trong tối. Nếu như thật sự đánh thẳng mặt thì dù lão lang doanh chúng ta có gấp đôi binh lực cũng chưa chắc đã là đối thủ của kẻ địch đâu. Này này, sao anh tự dập tắt quy phong của chúng ta vậy? Tôi không có ý đó. Vậy thì anh có ý gì chứ? Nói cho anh biết, một mình tôi cũng có thể giết 10 người chúng. Đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, Nhân tin tử nói đúng lắm, không có gì đáng để đắc ý hết. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng đã khiến cho chúng nếm một đòn đau, xứng đáng để vui vẻ, xứng đáng để chúc mừng. Nào, rót rượu. Các anh em, cạn. Các anh em, uống rượu đi. Đại đương gia, Trương Hạng Đào này đúng là tiểu nhân âm hiểu, dẫn đám quỷ đến Tiểu Sơn. Sớm biết thế đã giải quyết hắn ngay từ đầu. Hắn ta đâu? Đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa, đã hắn chạy rồi. Đại đương gia, tôi cứ thấy chuyện này hình như không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nếu nói Trương Hạng Đào muốn để cho người Nhật xử lý chúng ta, thì lần trước lúc lấy quân quả đã có cơ hội rồi, đâu cần phải đợi đến ngày hôm nay. Anh ở phe nào vậy? Không thể không phân tích kỹ càng được. Phân tích cái gì? Tên đó quỷ kế đa đoan, ai biết được có bẫy gì. Việc này có điểm đáng ngờ. Được rồi, tạm chưa nói việc này rồi, tìm được hắn ta rồi tính.